Đây là một cái con Note 20 Ultra nha các bạn. Thì con mình đã bị vỡ màn hình nha các bạn. Như các bạn đã nhìn thấy này. Thì cái chuyện là như thế này, như các bạn thấy nó cũng vẫn lên, mình còn dùng chữa cháy được nha. Nhưng mà lúc đầu mình bị vỡ là nó như thế này nè các bạn. Để mình mở lại cái clip mình quay cho các bạn xem. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà fix nha. Nhưng mà cái này mình nói trước nha các bạn, nó chỉ áp dụng riêng cho cái dòng mà có 120 mà mình chỉnh xuống 60 được nha. Thì nó hay nói cách khác là tên con Note 20 Ultra này. Còn các cái điện thoại khác thì mình không chắc nha. Nhưng mà nếu mà điện thoại mà các bạn bị bể rồi á thì các bạn nên thử nha. Mình không dám chắc là nó sẽ được nha các bạn, nhưng mà các bạn nên thử. Thì đây mình mở cái clip mà cái điện thoại mà lúc mà mới vỡ cho các bạn xem. Các bạn nào thấy clip mình có ích thì có thể đăng ký ủng hộ nha các bạn. Đây, cái này là mình mới bị hôm qua luôn nha các bạn. Mình mới có phát hiện cách đây chắc khoảng tầm nửa tiếng các bạn. Xong đó mình làm clip mình chia sẻ cho các bạn. Đây, mình tắt tiếng đi. Đây, mình sẽ xả tới cái đoạn này cho các bạn xem. Đâu rồi ta? Đây. Đây, các bạn thấy màn hình không? Thì khi mà bật như thế này, nhưng mà mình fix sau khi mình fix nó đã được như thế này nè các bạn. Đây. Đây mình quay lại cho các bạn xem tua lại. Đây các bạn thấy không? Nó hoàn toàn là khác nhau các bạn. Nó như thế này thì các bạn dùng tạm được nha. Đây, dùng tạm được. Còn như thế này các bạn đâu có dùng được đâu. Đây. Đây, như thế này các bạn không có dùng được nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà fix. Nói chung cách để mà các bạn thử cái vận may của các bạn thôi nha các bạn. Chứ để nói mà nó 100% được thì mình không có chắc đâu nha các bạn. Tại vì có thể sẽ được, có thể không nha. Nhưng mà các bạn nên thử. Nếu được thì mình dùng thôi, còn không được thì thôi nha các bạn. Thì đầu tiên mình hướng dẫn tên các điện thoại trước. Nhưng mà cách mình hướng dẫn mà nói cách thức thôi nha các bạn. Chứ còn về thôi mình không hướng dẫn trên đây nữa các bạn. Tại vì cái màn hình các bạn đã nó bị hỏng lúc nãy mình mới mở clip cho các bạn xem làm sao mà các bạn thao tác được trên cái điện thoại. Thì để thao tác được các bạn cần một cái hub. Cái hub này các bạn chỉ mua nó khoảng đâu đó khoảng tầm gần 200 ngàn các bạn. Gấp cái hub chuyển cổng C nha, từ cổng C sang cái cổng HDMI. Đấy, và tất nhiên các bạn cần một cái màn hình hoặc là một cái TV có hỗ trợ cái cổng vào là HDMI để mà mình nhìn lên màn hình rồi mình thao tác nha các bạn. Chứ các bạn không thể nào mà thao tác trực tiếp cho điện thoại được. Tại vì cơ bản nó đã bị bể màn hình, nó không còn hiển thị nữa, thì các bạn không có thể nào mà các bạn thao tác trực tiếp trên cái điện thoại được nha. Ok, các bạn chờ mình tí để mình kiếm cái con chuột cái đã. Ok. Thứ nhất á, mình sẽ cần một con chuột. Con chuột bất kỳ nha các bạn. Chuột có cổng USB. Mình cần cái hub, mình cắm chuột vào hub. Và mình cắm cái dây HDMI vào cái hub luôn. Cái hub chi tiết thì mình đã có một clip nó riêng rồi, các bạn có thể tìm lại clip đó các bạn xem nha. Thì đầu tiên này, mình cắm vào cái điện thoại. Mình cắm cái hub vào cái điện thoại và mình chờ cái màn hình nó sẽ lên. Đây, màn hình nó đã lên. Thì để mình giảm cái thu phóng. Ok. Thì như thế này các bạn mới có thể thao tác được nha, chứ cái điện thoại mà như cái clip mình nãy mình đang quay thì các bạn không có thể nào mà thao tác được. Thì mình nhập mật khẩu, thì mình quay chỗ khác nha các bạn. Đây, khi mình nhập mật khẩu thì nó sẽ lên được như thế này. Đấy. Các cái màn hình này các bạn cắm cái hub vào thì nó sẽ tự động bật lên chế độ LED nha các bạn, Samsung LED á. Đấy. Và để mình vào cài đặt xem nó có bây giờ cái chuyện đầu tiên mà cần làm là các bạn bấm vào đây nè. Bấm vào hot desk nha các bạn. Mình bấm vào hot desk. Đấy. Và sau đó mình cũng phải cần sao bắt nhập mật khẩu các bạn. Đây, mình sẽ được như thế này nha. Đấy. Và như thế này thì các bạn vào cài đặt nha các bạn. Các bạn vào cài đặt này. Sau đó các bạn vào cái bên phần màn hình nha. Các bạn xem ở đây nó có một là cái độ mượt chuyển động á, tức là cái tần số quét các bạn, chỗ này nha. Các bạn bấm vào. Các bạn chuyển về chuẩn nha, tức là 60 Hz các bạn. Nó sẽ hiển thị được như thế này. Thì sau khi mình chuyển từ cái chế độ tương thích tới, tức là chế độ giữa nó mặc định giữa chế độ 120 Hz và 60 Hz các bạn. Thì khi mà mình chuyển về chế độ đó thì nó không có dùng được các bạn. Mình chuyển về chế độ chuẩn nè, tức là 60 Hz nè, thì nó lại dùng được các bạn. Thì cái này mình không có chuyển lại nha. Này lỡ mà mình chuyển lại rồi cái nó bị mất hiển thị nữa cái không có dùng được nữa, cho nên mình không có chuyển lại đâu nha. Thì cái đây là chỉ là một cách để mà các bạn thử cái vận may của các bạn, thử xem là
nó dùng được không nha các bạn. Nhưng hiện tại cái điện thoại này mình đã dùng được này. Ok, thì như điện thoại của mình đây nó cũng bị liệt một cái phần chỗ này các bạn, các bạn bấm rồi đây, không phải chỗ này, nó khoảng tầm ở vào khúc này nè các bạn, đây nó bị liệt rồi. Nhưng mà mình còn cái bút, bút thì mình vẫn thao tác được. Đây đây, mình kéo tới luôn cho các bạn xem, đây nè, vẫn được nha. Thì nói chung là mình thử bằng mai thôi các bạn, trước sau thì cái điện thoại mình cũng đã hỏng rồi mà. Thì mình tốt nhất mình nên thử nha. Ok, thì clip mình kết thúc tại đây nha các bạn.